thì gia đình chúng tôi cùng với nhiều người khác được đưa vào trong trung tâm huấn luyện giáo sĩ ở tại Richmond, Virginia. Suốt 6 tuần lễ đã được trang bị để đi ra cánh đồng mình phục vụ. Hãy nhớ rằng mình là một người đầy tớ phục vụ. Servants, leaders. Thì họ tặng cho mỗi một giáo sĩ một cái đồ đánh giày. Để hình bóng là các bạn sẽ rời chỗ này, đi ra cánh đồng Âu Châu, Phi Châu, Úc Châu, Mỹ Châu, Mỹ Châu, Mỹ Latin, Á Châu. Các bạn hãy nhớ, mình là một người đầy tớ phục vụ. Tôi vẫn còn giữ cái đồ đánh giày cánh đồng. Xin Chúa nhắc nhở mọi chúng ta, để là mình chính là người nhớ ơn Chúa thì phải làm công việc đó cho hội thánh của Chúa, cho nhau, cho gia đình của mình. Làm cho Chúa với cả tấm lòng. Làm cho Chúa vì lòng kính sợ Chúa, đúng. Nhưng mà Chúa đòi hỏi con dân Chúa phải làm công việc của Chúa với cả tấm lòng. Khi làm bất cứ việc gì hãy hết lòng mà làm. Chữ hết lòng này hay lắm. Và chữ hết lòng này nhắc nhở chúng ta là trải cái trái tim của mình ra, trải tấm lòng mình ra để hầu việc Chúa. Làm với cả tấm lòng, bởi vì Chúa ban cho mỗi người có ân tứ để hầu việc thì phải theo ân tứ Chúa ban cho. Làm với cả tấm lòng, Chúa muốn chúng ta điều chỉnh lại cái thái độ để rồi chúng ta phục vụ càng ngày càng được tốt đẹp hơn. Làm với cả tấm lòng nhắc nhở chúng ta phải làm theo lời Chúa dạy chứ không phải theo cái cảm xúc nhất thời. Rất dễ con dân Chúa làm theo cảm xúc nhất thời. Chúa muốn chúng ta làm theo lời Chúa dạy nhiều hơn. Bạn trẻ mà mở chương đạo 9 từ câu 9 câu 10, chúng ta được sự nhắc nhở câu kinh thánh này như vậy. Chương đạo 9 từ câu 9 câu 10: chọn các ngày của đời hư không ngươi mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời, hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu, vì đó là phần của ngươi trong đời này. Và ta và là điều ngươi được bởi công lao mình ở dưới mặt trời. Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình, vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có sự tri thức hay là sự khôn ngoan. Như vậy ở đây một lần nữa, trước giả của truyền đạo vua Salomon đã nói một điều nhấn mạnh như vậy: mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình, hãy làm hết sức mình. Cũng trong tuần qua, tôi rất là thích mỗi buổi sáng tỉnh nguyện uống ly cà phê, nghe NBC News khoảng nửa tiếng, đọc tờ báo họ deliver đến nhà của mình. Và có một cái tin này, một cái thống kê mới của NBC nói cũng rất là đặc biệt mà dám để lắng nghe. Thứ nhất họ nói, tôi đã chia sẻ cho các em nhỏ rồi, là từ 7 đến 8 tuổi có thể học thêm một ngôn ngữ. Mà nếu mà 7 8 tuổi mà học thêm một ngôn ngữ thứ nhì thì nói hai ngôn ngữ sẽ không có accent, sẽ không có cái giọng khác biệt. Người Mỹ có nhiều giọng nha, giọng Bắc, giọng Nam, giọng Tây, giọng Đông đủ hết, giọng Texan của chúng ta cũng khác. Rồi người Việt Nam chúng ta có giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Nhưng mà nếu học từ 7 8 tuổi có thể học 2 3 ngôn ngữ mà không có bị accent. Hay thì chỗ đó. Điều thứ nhì đó họ nói rằng là người phụ nữ cảm thấy được đẹp nhất, hấp dẫn nhất là ở tuổi 22. Và một người cảm thấy mình khỏa lòng nhất, thỏa mãn trong đời sống của mình là ở tuổi 23. Người mà giỏi tính toán về môn toán cái kỹ năng về tính toán thì nó ở tuổi 50. Tuổi 50 mới giỏi. Nhưng mà đặc biệt cái điểm thứ tư đây, thứ năm đây là một người mà cảm thấy mình có sức khỏe tốt là ở tuổi 75. Mình cứ tưởng rằng
20-30 là tuổi khỏe, nhưng mà nó là 75 tuổi mà bạn được khỏe mạnh thì bạn cảm thấy đúng là bạn có sức khỏe tốt. Vì vậy muốn có được cái tuổi tốt ở 75 thì bạn phải biết làm gì từ ngay bây giờ. Bạn phải làm cái gì để có được cái good health vào lúc 75 tuổi. Thì họ phân tích ra từng phần, nhưng mà tôi để ý là họ phân tích cái chỗ này là người phụ nữ cảm thấy được đẹp ở tuổi 22. Tôi muốn hỏi các bạn trẻ, các bạn đồng ý điều đó không? Tuổi 22. 22 là cái tuổi đẹp nhất, nam hay nữ? Thì họ dựa vào đó rằng sau 4 năm ở đại học thì đa số các bạn trẻ tại Hoa Kỳ tốt nghiệp đại học ở tuổi 21 hoặc là 22. Nhưng mà không có nghĩa rằng tuổi 22 là cái tuổi lấy chồng lấy vợ, họ không có như vậy. Bởi vì chưa chắc là đó là người có một cái thân thể đẹp nhưng mà là người trưởng thành. Cái đẹp và trưởng thành là khác nhau. Người mà lập gia đình, có hôn nhân gia đình không phải là dựa vào cái đẹp mà dựa vào cái sự trưởng thành, maturity. Nó khác biệt chỗ đó. Cho nên người Việt chúng ta có một câu thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Như vậy thì chúng ta cứ nghĩ người mà nói câu đó ở trong tuổi nào ấy? Có phải tuổi 22 không? Chắc chắn là không. Tuổi 22 không có câu đó. Hay là câu này: phận em như 12 bến nước, không biết tấp vô bến nào. Ở tuổi nào vậy? Mười hai bến nước, không biết vô cái bến nào. Dạ. Đây là cái tuổi cặp kê, tuổi lập gia. Dạ. Cho nên ở đây họ muốn nói là cái tấm lòng của mình, cái sự phát triển về trái tim, về con người toàn diện mà Chúa ban cho con người chúng ta, nó kết hợp nhiều yếu tố. Tài liệu mà tôi vừa nói đó, thì họ cho cái tuổi để rồi định, nhưng mà họ không nói về cái sự trưởng thành. Và bây giờ khi chúng ta học Kinh Thánh thì nó không phải là lượng giá bởi cái tuổi rồi cái sự trưởng thành, mà còn là đức tin nữa. Cho nên các mục sư thường thường góp ý với các bạn trẻ lập gia đình là tốt hơn hết. Các con, các em, các bạn nên lập gia đình với người cùng niềm tin. Cùng niềm tin để rồi mình cùng đồng tâm với nhau đi nhà thờ, đồng tâm với nhau hầu về Chúa, đồng tâm với nhau làm nhiều việc để xây dựng, nuôi dưỡng mái ấm gia đình của mình sau này. Phải không? Cùng một cái trái tim hòa hợp với nhau. Nó cần thiết rồi. Hình ảnh này rất đặc biệt trong Thế vận hội vừa qua. Bạn em thấy đó, trong các cuộc chạy đua đó, thì có một cái cuộc chạy đua họ gọi là tiếp sức relay. Mà đua tiếp sức này đó, trong cái đội nữ của Mỹ đó, có 4 người. Người chạy đầu tiên nó cầm cái cây baton. Cái cây này đó phải được trao cho cái người thứ nhì mà không bị rớt. Rồi người thứ nhì chạy đến cái chỗ ngay cái mức đó, trao cho người thứ ba, trao cho người thứ tư. Cứ như vậy thì người cuối cùng đó, chạy về nhất đó, thì cả đội sẽ được giải nhất. Thì trong cái vòng mà sơ khởi để vào cái vòng gọi là được huy chương đó, thì 4 người phụ nữ của Mỹ nổi tiếng chạy ngay này. Nhưng mà khi trao cái cây baton thì là bị rớt xuống. Bị rớt xuống là bị lội ra đâu. Thì họ ấp ức là họ tức. Thì sau đó đó, cái người mà bị làm cho rớt cái cây baton đó, cô này chạy đua cũng rất là giỏi, cô cũng bực bội, cô mới nhớ là tại sao bị rớt. Thì cô mới xem cái video lại, thì cô nhớ đó là cái người chạy bên cạnh cô là người ba tay, có một cái len phải chạy của cái hàng đó, cô ta lấn qua cái hàng bên đây của người Mỹ, và cái tay của ta đụng vào cái tay của cô người Mỹ này, đáng lẽ phải trao cho người kia cái cây baton, mà trao không được bởi vì cái người kia đụng vào cái tay. Cho nên cổ mới khiếu nại, cả 4 người nữ thì khiếu nại với lại ban coi như là tổ chức Thế vận hội về cái môn này. Thì họ cũng lắng nghe và họ xem được cái video của đây, quả thật đúng, cái người này đã chạy đến đen và người này đã làm cho cái tay người này bị hất qua một bên, cho nên cái baton nó bị rớt xuống.
Cuối cùng rồi họ cho phép là bốn người nữ này chạy lại. Và trong cái vòng trong trường ngạc nhiên lắm, chỉ có bốn người này chạy, chẳng ai chạy. Nhưng mà họ dựa vào cái thời gian có chạy có đúng như vậy để mà được vào trong cái vòng loại huy chương. Thì họ chạy đúng, họ chạy nhanh và họ được đưa vào cái vòng loại huy chương. Và trong cái vòng loại huy chương thì có nhiều quốc gia chạy, thì bốn người này cũng ra có mặt. Và kết quả là gì? Bốn người này được giải huy chương vàng. Rất đặc biệt, được huy chương vàng, gold medal. Và kỳ thế vận hội vừa qua thì bốn người phụ nữ này họ được 6 huy chương vàng về môn chạy này. Chạy 100m đó, 200, 300, 400. Cái kỳ mà tôi nói là kỳ 400. Có những người chạy solo cũng được nhỏ, được huy chương vàng. Điều này cho chúng ta thấy cái điều gì từ bốn người phụ nữ này. Họ khen ngợi đây là cái sự quyết tâm của bốn người này. Họ tiếp sức lẫn nhau, nhưng mà họ thấy rằng có cái gì nó sai trật thì họ không có làm thêm, họ khiếu nại và họ được mọi người lắng nghe và cho phép họ chạy lại. Và cuối cùng họ đem cái vinh dự đó cho tất cả mọi người đã đặt bàn đi. Chỉ có bốn người đoạt được 60 chương vàng trong kỳ thế vận vừa qua. Và cái huy chương vàng mà đặc biệt nhất là huy chương vàng mà tôi vừa nói, bởi vì đáng lẽ họ đã bị lôi rồi nhưng họ được cứu xét trở lại. Điều này nhắc nhở chúng ta tinh thần đồng đội nó cần thiết và giúp đỡ nhau. Và khi chiến thắng thì đem lại vinh quang và quả cho chỉ bốn người nhưng mà đất nước mà họ đang sống. Và đó là chúng ta cũng được hưởng cái niềm vui đó. Đã có lần tôi chia sẻ điều mà ông giáo sư tôi nhắc nhở ở trong hội thánh. Trong hội thánh thường có thành phần không làm gì cả, thành phần làm tất cả mọi sự, và phần thứ ba là làm cư sự. Làm tất cả mọi sự, không làm gì cả và làm cư sự. Cả ba thành phần này ông giáo sư nói rằng là đừng có rơi vào bất cứ thành phần nào, mà thành phần nào cũng chẳng có được. Làm hết thì cũng không được, mà làm hư sự thì nó tệ lắm, phải sửa lại mệt lắm. Và làm không làm gì cả mình gọi là gì? Có một người trong tuổi cao niên tôi gặp lâu ngày, trong tuổi cao niên là hơn 65, tôi hỏi lúc này chú làm gì? Lúc này tôi làm thinh.